Yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình là Tụ Tử Đường Phố đây đó mọi người nha. Xin chào tất cả anh em của game Hải Tạo Đại Chiến nha, lại mình đây Tụ Tử Đường Phố ở S27 đây, xin chào tất cả các bạn. Ok, quay lại clip này, trước khi bắt đầu video thì chúng anh em xem video về còn like, share và đăng ký kênh cho nó kéo phải mình xin người rất nhiều ạ. Ok, quay lại clip ngày hôm nay thì đó là một clip thông báo cho anh em về sự kiện vô cùng đặc biệt và hot hồn hột ở bên game anh em, không biết là các bạn đã theo dõi và các bạn đã biết chưa. Anh em nào mà chưa biết thì tranh thủ nhanh tham gia nhá. Ok, đầu tiên mình sẽ điểm qua ở bên Hải Tạc Đại Chiến đã. Sau đó thì mình sẽ qua một game mới anh em. Game này thì bữa mình có thông báo qua cho anh em rồi, thì hôm nay mình cũng thông báo qua cho bạn một lần nữa về một số sự kiện khá là đặc biệt ở bên game. Mình cảm thấy khá là thích thú anh em. Uầy, tự nhiên thấy tràn đầy sức khỏe và niềm tin trong cuộc sống quá các bạn. Nhiều cả đáng nói quá. Ok, đây anh em, đây là sự kiện mà phải nói là lâu lắm rồi mới thấy nhà phát hành tung ra một cái sự kiện như này. Theo thông tin, đây là mình sẽ xuống phần bình luận cho ôi, nhiều bác comment nghe thì cũng hơi đau thương thật, nhưng mà nó cũng là sự thật một tí anh em. Đây, vô lý bao nhiêu server chả có, tự nhiên S149 được lợi. Cái game đảo kho báu ra lên tự nhiên hút người chơi lại à. Cái này đôi khi là một sự thật, nhưng mà các bạn không nên comment như vậy nhá, thấy hơi tổn thương đấy các bạn. Dù rằng thiếu xa thì chúng ta đều là những anh em, là những người yêu thích One Piece đúng không anh em, là những người yêu thích những phim, yêu thích phim Hải Tặc Đại quên One Piece anh em, cũng như là yêu thích những game về tựa đề này, thì nên chúng ta không nên comment vậy. Nhưng mà mình thấy nhà phát hành tung ra được quả sự kiện này thì cũng khá là đỉnh anh em. Khi mà các bạn này, khi tạo nhân vật thành công ở S149 thì đồng thời anh em sẽ nhận ngay được một tướng AC 5 sao. Mình không biết là ở server này cái việc mà anh em roam tướng á, nó có được nhiều và tỷ lệ ra nó có cao hơn so với các server khác không thì mình không biết các bạn nha. Ngày mai mình sẽ trải nghiệm ở đây, và ngày mai mình cũng sẽ video trải nghiệm một game mới cho anh em luôn. Còn đâu để cách tải thủng nhà game mới thì ngày mai mình sẽ hướng dẫn anh em hết ở video trưa và chiều đầy đủ hết các bạn nha. Đây bạn, đua top neo đậu thần 7 ngày. Đấy, phần thưởng dành cho top 10 bảng xếp hạng đậu thần như sau. Top 1, 100 mảnh NS ngẫu nhiên hệ hiếm, 5000 đá cường hóa, 50m belly, 5m belly và 5m đá XF. Đấy, top 2, top 3 và top 4 anh em đấy, các bạn để xem qua. Ngoài ra thì có đại chiến nhân phẩm. Đấy, phần thưởng này dành cho của top 5 thôi hả? Cái này thì khó anh em, top 5 đầu tiên rồi các bạn quay ra được Luffy Powerman đó thì sẽ nhận được 15, nói chung là anh em sẽ được lên VIP 7 luôn. Đấy, chỉ cần các bạn quay được cho cháu Luffy Powerman cái này anh em là top 5 thì ít nhờ. Biết rằng là ngon nhưng mà ít các bạn. Mà thôi cũng được. Ngoài ra các bạn kèm thêm một cháu Luffy Powerman 5 sao và 5 dương belly và 5 dương đá XF nữa. Ở xe mới tặng 5 dương làm cái gì? Dương icon ở xe mới tặng như này, 1m này, 1m đá, 1m belly này, nghe thực tế hơn. Ở xe mới cần mấy cái đấy hơn chứ. Zamba cái này thì làm được cái gì? Không ăn thua. Nhưng mà cũng được, để đá ngày mai mình sẽ test thử anh em. Vì ngày mai là bên game nó có video, hình như có video solo của AC của A anh em, A Hỏa Quyền. Bên AC nên buồn cười quá. Của A Hỏa Quyền anh em, đây nhận được một A 5 sao này của A Hỏa Quyền đấu với Akilu anh em, chó đỏ Akilu. Trưa mai mình sẽ reaction và đồng thời sẽ vào test nhân phẩm xem sao. Ngoài ra thông báo cho anh em một tin vui nữa. Này. Đâu rồi. Để lại phát hết luôn các bạn. Này, đã thông báo và thông báo đầy đủ anh em. Đảo kho báu Bá Vương thức tỉnh ngày mai chính thức nó sẽ ra bản test bản alpha anh em, bản test thử đó. Ui, bản test là bản sướng nhất đây anh em nha. Ngày mai là anh em tranh thủ thời gian vào này. Rồi. Đây anh em thông báo này, đây, thông báo mở bản trải nghiệm sớm này. Nghe bảo là ngày mai anh em sáng hay trưa thì mình chưa biết. Ở đâu hiện giờ anh em lên set play thì các bạn gõ chắc không biết là ra chưa. Vì bây giờ video mình đang thu vào lúc 19:59, còn đâu anh em buổi sáng này không biết anh em gõ ra chưa. Nếu gõ là tranh thủ tải game mà tiến thôi. Mình sẽ tải về chiến của bạn đảo kho báu Bá Vương thức tỉnh, mình cho set play test xem sao anh em. Ok, đây là kết quả sau khi mình tìm kiếm anh em đảo kho báu Bá Vương thức tỉnh thì hiện giờ game vẫn chưa có trên set play. Chắc phải ngày mai anh em, ngày mai nó ra bản pha nó sẽ đưa link cho chúng ta tải thôi. Có gì hẹn anh em vào buổi trưa mai, bởi vì game thường sẽ ra mắt vào tầm 9-10 giờ, cũng có thể là 1 giờ hoặc 12 giờ. Nói chung chỉ cần ra mắt nhất định mình sẽ có video cho anh em xem. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh Tụ Tử Đường Phố nha. Cảm ơn nhiều. Ok, tự nhiên mình thấy ngày mai là một ngày đáng để trông chờ của anh em, một ngày đầy với bao nhiêu sự kiện luôn. Tuyệt vời. Trước mắt để mình đi kiểm tra xem nào, hôm qua mình có test của A Hoặc Quyền đánh đây và đang đánh dở các bạn. Lúc nâng lên 6 sao thì chưa đánh được. À đây rồi anh em, cuối cùng nó cập nhật đúng như mình dự tính luôn. Chiến nào hôm qua đang dở các bạn.
Đó thì xử lý cho nó xong nốt luôn. Đấy. Không biết là bên nhà phát hành bên bên Nami họ sẽ quay là chế độ 5 sao hay là bao nhiêu nữa bạn. Đây mình mới đánh 6 sao thôi. Đấy, mang đồ đúng đồ Hải Âu nó hoàng các bạn. Không, kiểu gì thì cũng thua thôi bởi vì A nó có khả năng nó nói chung là giáp nó cao hơn các bạn, bởi vì cứ ngang kèo là kiểu giáp nó cao hơn, mà giáp nó cao hơn thì nó phản công. Thì bạn cứ tưởng tượng đây là bạn đánh nhau với thằng, bây giờ hai thằng đứng ra bạn đấm nó một cái xem nó được đấm bạn hai cái thì bạn thử xem thằng nào sẽ thằng ngã trước. Đấy, nếu ngang cơ luôn anh được đấm ngang nhau nhưng mà nó đấm mình hai cái đâu, mình được đấm nó một cái thì chắc chắn là mình là thằng nằm xuống rồi, đó là điều chắc chắn rồi anh em, không thể là bàn cái được nữa đúng chưa. Ok ok, điểm qua sơ sơ một phát rồi, đi nhận quà qua ngày mới là xem còn nhiệm vụ chưa chưa làm không, làm nốt cho xong anh em. Nhắc mình nhớ mình chưa, tháng này mình chưa kiếm được cái nhiệm vụ 7 sao, là anh em đã kiếm được nhiệm vụ 7 sao chưa? Mình chưa có một cái nhiệm vụ nào 7 sao luôn các bạn. Mới như 6 sao được mấy cái. Hình như là 6 sao là xong rồi, lần nào ở đây rồi. Ui. Thế nó nhờ một phát 7 sao luôn các bạn, 7 sao là 336 kim cương. Làm phát nữa cho nó ngọt nước. Nào, làm nhẹ cái nữa nào. Ui giời ơi, 5 sao. Làm phát 7 sao lổ ra cái nữa. Ui 6 sao các bạn. Ui đỉnh đấy nhờ, hôm nay đỉnh của chút chóp đấy nhờ. Hai phát 6 sao, một phát 7 sao cũng được của nó. Luyện tập. Thôi luyện tập bỏ đi, tí mình đánh sau các bạn. Chiến trường nên đâu lắm rồi, không đi giao lưu anh em trong server xem tình hình bữa nay các bạn đánh đâu rồi. Mình đang top 40 à. Trừ mấy anh em trong server ra. Mày bắt PR với 7 triệu mốt à? À được. Ờ, chúng ta đọ hàng nhau cái nhờ, xem bữa nay ai đánh ai thắng ai thua các bạn. Đấy nó đâu cào hàng nhau cái xem thế nào. Bật chế độ 2 cho nó vượt tốc, nó vừa tầm bạn, Luffy. Mà sợ xếp cà rốt đứng đầu nó đỡ đòn làm cho nó bay màu ra. Tí vậy. Chơi Luffy Pawman luôn à. Ui giời ơi, thế này thì không kịp rồi. Usopp mình nó đỡ ulti được rồi nè. Đội mình còn lâu mới bay màu được các bạn. Đấy, giờ Sanji bên mình nó đá một phát nữa thôi thì chắc đội bạn quắm. Đâu rồi Sanji. Ôi cú sút chân đen lại bị đóng băng lại anh em, không nó không được, nó lại không nên đá được với đầu. Nó không còn được ulti. Nó chờ bay mới hết màu hai cháu ra. Đấy, giờ thì ulti được chưa Sanji? Lúc em thể hiện tài năng của mình rồi. Sanji ơi, Sanji ơi, ui có lẽ mới 100 bao nhiêu bạn. Xem nào, lần này người thọ đam đầu là Luffy à. Không, nói chung Luffy bây giờ sắp tới mà cái tem hoa đá mà nó trở lại ấy, thì may ra mình cũng bắt đầu thấy đáng no đấy các bạn. Cái tem hoa đá mà nó trở lại là mình thấy cũng hơi căng đấy anh em. Đấy, cái metan sắp tới mà thứ 6 tuần này mà cháu quên vua bóng tối anh em, đấy, vua bóng tối dây lây mà xuất hiện là coi như là cũng hơi bị trắc trở đấy anh em. Ui đau nhỉ, Doflamingo đánh đau thật sự các bạn. Thề mình cũng đang muốn kiếm đến một cháu chơi đấy. Doflamingo giờ lợi cực đấy các bạn thấy không. Cứ mỗi lần trong đội có thằng ulti là nó được hưởng lợi ké anh em. Căng nét là đẹp luôn. Đáng đồng tiền bát gạo thật sự luôn các bạn. Ui em bác này 3 triệu đấy anh em, tay mình 7 triệu ấy. Ui bất giỡn. Ui ngại ghê các bạn, ngại ghê. Ui ngại ghê. Đừng nói vậy chứ, ngại lắm đấy. Đừng làm vậy chứ, ngại lắm. Hừ, vậy đi. Chứ mình mà thua là hơi bị ngại đấy các bạn. Ui 7 triệu được chiến mà gặp thua 3 triệu được chiến nào. Nhưng mà đánh bạn này căng không? Đánh với mình còn mối một cháu thôi. Căng dead and dead luôn các bạn. Đấy. Căng đứt dây đàn luôn chứ không phải không các bạn. Ghê thật sự anh em. Này bác này 6 triệu mốt này. Nên lâu ngày đi thọ giáo anh em. Ui 2 book luôn à. Ui book Pego nữa. Mình cũng đang tính luôn lại Lamy. Cũng có khi nên đi hai book các bạn. Người Vego mà 10 sao và lém lên đằng trước luôn cho nhanh. Nó xuống nửa máu là nó sẽ bồi cho toàn tem mà tội gì.
Rồi Chopper vừa kịp ulti anh em, nhưng mà nó lại không cả, không có anh em. Nó không đánh cho, đánh cho Luffy phát nhờ. Đánh cho Luffy phát là ngon luôn, đúng bài đúng kèo. Đó, nhưng mà cũng chả sao anh em, chả sợ. Uầy, vừa nói câu chả sợ mình phải thu lời rồi. Căng đét. Từ đó các bạn, căng đét. Ha, à, Chopper mình hay còn bút khiên được nữa thì ngon. Này giờ Chopper mình hay bút kia được thì ăn. Ok, mình không bình luận gì nữa bạn. Uầy. Bây giờ mấy cái metan mới anh em, bề tướng bây giờ anh em chỉ cần đu theo mấy metan mới thôi là bánh nó khác bọt ngay các bạn. Đây nhờ bác đấy mình à, đây không phải anh em, tại vì bạn 4 triệu dưới này. Đấy, gặp mấy anh em 3 4 triệu rồi mà đánh căng chê chỉ đất dưới đàn luôn anh em. Quả lẽ mà bác vừa nãy mà nâng cháu Doflamingo mà tầm độ khoảng em 4 rồi. À mình không bay màu mới lạ các bạn. Nên giờ là phải cần sắm ngay một cháu Doflamingo về đội. Rất cần thiết các bạn. Bây giờ là trong tem bây giờ Doflamingo này, đấy, Jojo Noaro này các bạn này, đấy, Chopper được Carrot, đấy. Rồi Luffy, đấy thế thôi. Giờ tem giờ chơi thế thôi là bao mạnh các bạn nhá. Các bạn cứ chơi thử tem đi, bao mạnh luôn anh em. Đấy. Nhắc mà nhớ Doflamingo có ở trong đấy rồi mình kiểm tra xem mình còn không để lấy thêm các bạn. Lâu lắm rồi mình đi PK đấy nhỉ. Vui thế. Lâu lắm rồi mình đi PK đấy anh em. Trước tiên xem nào, mình đang có mấy cháu đô la. 2, 3 cháu đô la Mingo rồi anh em. Ồ, hết thiếu để chiêu hội rồi anh em. Thôi lại cố gắng săn trong các sự kiện sắp tới thôi. Đấy, trong các sự kiện sắp tới cố gắng săn thêm 1, 2 cháu đô la Mingo nữa. Không hết rồi. Rồi vào đây làm vài trận nữa nào các bạn. Từ nhắc mình nhớ để kiểm tra là anh em trong server giờ bao nhiêu. 8 triệu rồi à. Mấy anh em để một chiến. Nhờ chưa hết tầm các bạn. Chưa hết tầm. Xem nào có bác nào nữa không. Nhờn à. 7 triệu mốt anh em. Đây có một bác nhờn nữa này. Đây thành viên mới này anh em. Chiến luôn. Mình 7 triệu 2. Chiều 7, 7 triệu 3. Làm phát nữa. Đụng độ anh em trong server. Ở nói chung thì giờ cũng chả biết nói gì. Nói chung là trưa nay mình sẽ đi test nhân phẩm ở server mới. Đấy. Rồi nay anh em đi test nhân phẩm nha. Bác nào mà có bác nào mà test ra được nhận VIP 7 nhớ comment để anh em biết nhá. Nhớ đăng group ở hiện à, nhớ vụ group anh em. Hôm qua mình nói mà quên. Thẻ các bạn không biết bạn đăng ở group chính thức của bên Hải Tặc Đại Chiến họ có phê duyệt cho anh em không, chứ mình đăng là họ không phê duyệt cho các bạn. Muốn giao lưu với anh em mà không thể giao lưu được với bạn, đăng bài cũng không duyệt, đăng cái gì không duyệt. Đấy, thế thôi xong kích mình ra khỏi group luôn đi, đỡ mất công ạ, đỡ buồn. Chô. Căng đét các bạn, đây là một điều chứng tỏ cho các bạn thấy là meta mới đang là vô cùng mạnh mẽ các bạn nhá. Cái meta mới giờ đang rất là mạnh đây anh em. Đó. Vâng, mình thua rồi bạn, bởi vì đội bạn có bạn như ông Sapo đánh dồn đam mạnh nhất đội bạn. À, tình hình chắc là mình cũng phải chuẩn bị fix lại tem đội rồi anh em. Chứ thấy cái tem đội của mình nó có vẻ bị mông nhung rồi anh em. Cái tem này nó đang bị mông nhung rồi anh em, không ổn một tí nào hết. À, chúng ta cần phải cập nhật tình hình từng mới thôi. Ok, nói chung clip này chắc mình cũng xin phép kết thúc vậy thôi. Hẹn gặp mọi người ở clip theo nha. Cảm ơn anh em đã theo video kênh từ đường phố rất là nhiều. Xin chào và tạm biệt, hẹn gặp mọi người ở clip theo. Bye bye, chúc anh em xem video về. Tạm biệt, bye bye.